Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giải cho các em đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn toán. Chuyên đề ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là chuyên đề khối đa diện. Đề chính thức năm 2019 gồm có 5 câu. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung bài học. Đề chính thức năm 2019, chuyên đề khối đa diện bắt đầu ở câu 12. Thể tích của khối lăn trụ có diện tích đáy là P và chiều cao là H. Thể tích lăn trụ bằng x đáy nhân chiều cao, B nhân H, copy. Tiếp theo, ta sẽ đến nội dung của câu 36. Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy, SA bằng 2A. Tam giác ABC vuông tại B. AB bằng A căn 3. BC thì bằng A. Góc giữa SC và ABC. Góc giữa SC và ABC. Đề nó cho là gì rồi? Cho SA là 2. 2A đúng không? Rồi cho thêm AB là A căn 3. Rồi cho BC là A. Góc giữa SC và ABC, góc giữa đường và mặt. Góc giữa đường và mặt bằng gì bạn nhớ không? SC và ABC. Góc giữa đường và mặt thì bằng góc giữa đường và hình hình chiếu đúng không? SC viết lại, hình chiếu của S xuống mặt ABC là điểm A, hình chiếu của C xuống mặt ABC là điểm điểm C. Như vậy, điểm C chung bỏ vô giữa SCA. SCA. Người ta cho góc này là bác tính góc này. Ở dưới đấy nó cho là AB bằng bằng A căn 3 nè, BC bằng bằng A nè, vuông nữa. Cho nên thầy dùng Pythagore có thể tính được A, AC. Cạnh huyền bình bằng vuông bình cộng vuông vuông bình. AC bằng căn bậc 2 của AC bằng căn bậc 2 của AB bình cộng với B, BC bình bằng căn bậc 2 của A căn 3 tất cả bình cộng với A bình. Được không? 3A bình cộng A bình là 4A bình. Như vậy nó là 2A. Rồi, có cạnh này là 2A rồi nhé. 2A. À, đây là đối và đây là kề. Tan bằng đối chỉ kề. Đối là 2A, kề là 2A bằng 1. Xít tan của 1 thì alpha sẽ bằng 40, 45 độ. Đáp án là câu B. Rồi, câu tiếp theo thầy muốn gửi đến cho các em đó là câu 37. Cho khối lăn trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có đáy là tam giác đều cạnh A và A phẩy bằng A căn 3. Thể tích của lăn trụ đã cho bằng thể tích lăn trụ thì bằng cái gì? X đáy nhân với chiều cao đúng không? X đáy nhân với chiều cao. Đáy là cạnh A này, lăn trụ nè, cạnh bình căn 3 chia 4. Chiều cao là A căn 3. Căn 3 với căn 3 ra 3, 3 phần 4. A mũ, mũ 3. 3 phần 4 A mũ 3. Đáp án là câu A. Được không? Rồi, câu tiếp theo thầy muốn gửi đến cho các em đó là câu 38. Các em quan sát đề. Câu này chưa cho hình nhé. Những câu khó thì không cho hình. Những câu dễ thì sẽ cho hình. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình vuông cạnh A. Bây giờ vẽ nhé. Đấy là hình vuông cạnh A. Được không? A, B, C, D. Mặt bên SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tam giác đều nằm trong mặt phẳng thì SH sẽ vuông góc với đáy. H là trung điểm á. Rồi. Dễ như vậy nhưng mà có rất nhiều bạn không biết cái này nhé. Tại sao
SH là vuông góc với ABCD. Chúng ta có là gì? SAB vuông với ABC, CD. Được không? Theo giao tuyến là A, AB. Nếu hai mặt phẳng vuông góc, một đường trong mặt này vuông góc với giao tuyến sẽ vuông góc với mặt mặt kia. SH vuông góc với AB. Thì suy ra SH sẽ vuông góc với ABC, CD. Với H là trung điểm nha. Tại vì tam giác này là tam giác đều mà. Đấy là hình vuông cạnh, cạnh A. Khoảng cách từ A đến FBD. Rồi suy nghĩ, khoảng cách từ A đến FBD làm sao? Như bạn cứ từ A mình kẻ ra đúng không? FBD nối lại. Sau đó từ A kẻ vuông góc ra, nhưng mà chưa phải nhé. A có phải là chặng đường vuông góc chưa? Chưa. Được không? Mà chặng đường vuông góc là điểm điểm H nha, chặng đường vuông góc là điểm H. Chặng đường vuông góc là điểm H nhé. Vấn đề là khoảng cách từ A đến FBD bằng mấy lần khoảng cách từ H đến FBD. Đấy, khoảng cách từ A xuống FBD. Khoảng cách từ A xuống FBD bằng mấy lần khoảng cách từ H? Gấp đôi nhé. Thấy được không? AB gấp đôi H, HB này. Mà khoảng cách từ H xuống FBD chúng ta sẽ làm gì? Kẻ ra, kẻ vuông ra. Đây là Y này. Xong nối thằng này với này lại. Đây chính là K. Đấy, bằng 2 lần H. HK. Kịp không? Rồi, tại sao HK là vuông góc với FBD? Rồi, chúng ta có này. Giải thích nhé. BD vuông góc với PD vuông góc SH nè. PD vuông góc với HI nè. Suy ra PD vuông góc với SHI và BD sẽ vuông góc với HK. Được không? Ngoài ra HK còn sẽ vuông góc với ai nữa? HK còn vuông góc với SI nữa. Cái này quen quá đúng không? HK vuông góc với SI là do mình kỹ nè. HK vuông góc với BD là do chứng minh trên. Khi đó HK sẽ vuông góc với mặt SBD. Ổn không? Rồi bây giờ là một chi gì? Một chi HK bình bằng một chi SH bình cộng một chi HI bình. Đúng không? Rồi HI có chưa? SH có chưa? SH thì có rồi nha. SH là đường cao của tam giác đều bằng cạnh nhau căn 3 chia 2. Cái này vuông. Cái này vuông, H là trung điểm thì HI sẽ bằng một nửa của A, AO. Đúng không? HI bằng một nửa của AO, quan sát kịp không? HI bằng một nửa của AO, mà AO 1/2 thì biết là này, AO là bằng một nửa của AC. Hay nói tóm lại là HI sẽ bằng 1/4 của AC. AC là A căn 2. Như vậy nó bằng A căn 2 chia 2. Ok nghe. Rồi có HI cái SH rồi, bây giờ tính thôi. 1 chia HK bình bằng 1 chia SH bình cộng 1 chia HI bình bằng 1 chia SH bình là A căn 3 chia 2 tất cả bình cộng 1 chia HI bình là A căn 2 chia 4 tất cả bình. Máy tính ra nghe. Bạn học nhiều có thể loại này thì bạn sẽ thấy nó dễ thôi nha. 1 chia căn 3 chia 2 tất cả bình cộng với 1 chia căn 2 chia 4 tất cả bình. Bằng 28/3. A bình nó nằm dưới mẫu, được không? Thì khi đó HK của thầy sẽ bằng lật ngược lên rồi lấy căn bậc 2 ha. A căn 21/14. Ở đây có nhân thêm 2 nữa, rút gọn đây là A căn 21/7. A căn 21/7, đáp án là câu B. Ổn không? Rồi câu cuối cùng của ngày hôm nay đó là câu 47.
nội dung như sau. Cho khối lăn trụ ABC A phẩy, B phẩy, C phẩy có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Rồi, lăn trụ này người ta không nói gì hết thì nó chính là lăn trụ xuyên. À. Câu 39 này. Vì cái đáy trước bị hơi nghiêng nghiêng chút. Được không? A, B, C. A phải, B phải và C. C phải. À, có MNP lần lượt là tâm của các mặt bên. A, B, B phải, A phải. M, M là tâm mặt bên. Nhắc liền. Đây là M. N là tam của mặt bên AC, C phải, A phải. Đây N. Và tiếp theo là P. P là tam của BC, C phải, B phải. Rồi. Hết nhìn luôn rồi. P. Tính thể tích của khối đa diện lùi có các đỉnh là các điểm ABC, MNP. Đây, ABC, MNP. Rồi, ABC, MNP. Rồi nhìn hình không ra gì hết. Để cho đơn giản, thầy sẽ cắt đôi cái hình này ra nhé. Thầy chỉ vẽ ở dưới thôi. Nha, cắt đôi cái hình này ra. Thầy chỉ vẽ nó ở dưới thôi được không? Tại vì cái khúc trên nó đâu cần thiết mấy đâu. Đúng không? Chúng ta chỉ cần là ABC rồi MNP thôi mà. M là trung điểm nè. Ok không? Rồi giờ vẽ lại nghe, vẽ lại. Cắt đôi cái hình ra. Hình lăn trụ mà cắt đôi ra thì nó cũng ra là hình lăn trụ. Được không? Này là A, B, C. M là chỗ này nè. Đây là N. Đây là P. Đấy, hình đẹp hơn rồi đấy. Đẹp hơn chưa? Đấy, nối này xuống. Đấy, cắt đôi ra vẫn còn khó nhìn nữa. A, B, C, M, N, P. Rồi, muốn tính thể tích của khối cần tìm là V, V, V cần tìm nhé, V cần. Tại chúng ta sẽ lấy V to trừ cho V, V nhỏ là kỹ thuật quen thuộc rồi. Đúng không? Rồi V to là bao nhiêu? V to chính là cái hình này. À, hình này thì bằng 1 phần 2 của lăn trụ cắt đôi ra mà. 1 phần 2 của V lăn trụ trừ. Trừ cho những cái phần mà bị mất đi. Đấy, nó có 3 cái khúc bị mất đi á. Khúc thứ nhất nè, A, M, N, A1. Được không? A, M, N, A1 cái khúc mất đi thấy không? Vị thiết diện nó cho nó nha. Thấy được không? A, M, N, A1 trừ cho V. A, M, N, A1. Rồi cái V thứ hai đây là C1 trừ cho V của C, N, P. C1. Cái V thứ ba là B, N, P. P1. Được không? Bây giờ bắt đầu tính từ từ thôi nghe. Bắt đầu chúng ta sẽ tính từ từ. Bằng 1 phần 2. V lăn trụ là diện tích đáy nhân chiều. Chiều cao. Cạnh chiều cao là 8. Cạnh đáy là 6. 8 nè. 6 cạnh bình căn 3 chi. Chi 4. Lấy máy tính bấm giùm thầy. 1 phần 2 viết lại nha. 8 nè. Là chiều cao. Còn hồi à. Cạnh bình căn 3 chia 4. Rồi rút gọn luôn cũng được. 8 với 8 là hết nè. Còn là 36 căn. Căn 3. Rồi 3 cái V này nó sẽ bằng nhau. Cho nên thầy tính đại diện một cái thôi nghe. Đại diện một cái thôi. V của A, A1.
MN A 1 MN bằng 1 phần 3. Chiều cao chính là, chiều cao của lăng trụ là mấy? Chiều cao của lăng trụ là 8 đúng không? Như vậy chiều cao của cái hình này sẽ là 4 nhân với diện tích của A1MN. Hiểu được không? Rồi bằng 1 phần 3 nhân 4 nha. 4 là chiều cao nè. Diện tích của A1MN. A1MN thì bằng mấy lần diện tích của cái hình to A1, B1, C1. Nó chỉ là mấy phần? 4 phần nè. 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần bằng nhau. Được không? 1 phần. Như vậy nó là bằng diện tích của A1, B1 và C1 đem đi chia cho chia 4. Hiểu không? Rồi bằng 4 với 4 là hết nè. 1 phần 3 viết lại nè. Diện tích của A1, B1, C1 chính là hình tam giác đều cạnh bình căn 3 chia 4. Bấm máy tính nha. Bằng 3 căn 3. 3 căn 3. Hay nó có khác là V còn thì sẽ bằng 36 căn 3 trừ 3 cái V nhỏ đúng không? 3 cái V nhỏ, một cái là 3 căn 3. 36 trừ cho 9 thì còn 27. 27 căn 3. Rồi đáp số của câu 39 là câu A. Nhắc lại nhé, kỹ thuật là lấy V to trừ V nhỏ đã xuất hiện khá nhiều trong các đề thi của Bộ Giáo dục. Hy vọng các em sẽ học tốt phần này. Rồi, hôm sau chúng ta sẽ đến đề minh họa năm 2020 lần 1. Xin chào tất cả các em.